Ông Quang lên đâu, chạy đâu rồi? Chạy rồi phải không? Ơ. Trời ơi. Trời ơi, nó ra đây hồi nào. Trời ơi, mọi người ơi, em nói mọi người nghe nha, mọi người nha. Đây, kể mọi người cái chuyến bay buổi tối ngày hôm nay nè. Mấy giờ thì mình mới chỉ điện trên tiền, 6 tiếng chỉ phê tần nó. Hơn thôi, khởi đầu chưa tao là hơn 6 giờ em kể lại cho những bạn nào vô sau mọi người chưa nghe được ngọn ngành câu chuyện nè. Mọi người này chưa nghe được ngọn ngành câu chuyện nha. Đây. Đây ông nội này đây. Chuyến bay của người ta 6 giờ hơn giờ Trung Quốc là bay. Đổ xăng ngoài kia. Đổ xăng. Đổ xăng xong thay rồi, xích, thay, xích, lay. Thay nhớt. Máy bay không phải thay như ô tô, thay nhớt, thay xích. Delay đến 8 giờ, 7 giờ. 7 giờ. Xong tới sân bay làm thủ tục các thứ xong rồi, delay đến 8:05. 7:30 vẫn thấy chỗ, sao chưa thấy gì ta? Chưa thấy kêu ra xếp hàng ta. Chồng quốc dân ăn hết hai tô mì rồi, đánh hết check mấy trận lại đêm thông rồi. Báo. Delay tới 8:45. Thấy chưa? Thế là bay 2 tiếng đồng hồ. Đây là nói là dự kiến bay là 8:45, không biết nó còn delay nữa không. Nó delay một cái nữa là đêm nay ngủ trong sân bay luôn, không có đi đâu nữa hết trơn á mọi người ơi. Đó, ta nói đi qua Tân Cương ngày hôm sau nha mọi người, mấy bữa nữa mà đi về á là tụi mình đi về trước. Để thằng Linh nó ở lại. Để ông Linh ổng ở lại, ổng tự đi bộ về hoặc là ổng tự bắt máy bay về một mình. Không chịu nổi, chịu hết nổi rồi mọi người ơi, thật sự với mọi người là chịu không nổi nữa rồi. Cái vía mà delay của ổng nó nặng quá rồi. Nó nặng khủng khiếp, nặng một chuyến bay mà delay 3 lần, mọi người tưởng tượng giùm em đi mọi người. Dịch Dương ăn 2 tô mì, đánh game hết pin rồi bây giờ vẫn chưa bay nữa. Ừ. Ăn 2 hộp mì, chơi game hết cả pin rồi mà vẫn chưa bay. Chưa bay. Nguyên một cái ổ ngồi ở bển. Nguyên một cái ổ ngồi ở bển. Đây, ông thần delay kia, ông thần delay ngồi ngoài cùng này đó. Đó. Ông thần delay, ông quăng lên. Thấy chưa? Đội cái cục gì màu xanh xanh lên trên cổ mọi người thấy không? Đi bắt xe ôm về nha. Ngày mai bắt xe ôm về nha. Ngày mai là ông bắt xe ôm về liền. Không có cho đi đâu, mai mốt là không có đi đâu hết trơn á, ở nhà không đi đâu hết nữa. Đi đâu là đi một mình, đi lai một mình đi nha. Đây vẫn vui bình thường. Vui bình thường, cái thời gian người ta đi chơi mà bị ém ở trong sân bay hết trơn luôn. Trời ơi, phải chi nó delay. Phải chi nha mọi người. Cái vía nó nặng tới cái mức như vậy nè, thà nó delay một lúc một đi. Từ 7 giờ delay đến 8 giờ đi. Để cái thời gian mấy tiếng đồng hồ người ta ở ngoài, người ta còn đi du lịch, người ta còn đi chơi ở ngoài. Không mọi người, không nha. Đó, đến sân bay một cái làm thủ tục xong nó delay. Đi vô trong an ninh rồi, xong rồi nó lại delay nữa. Rồi nó delay, bây giờ đi ra đâu có được. Giờ đi ra đâu có được đâu, ngồi ru rú ở trong đây, ngồi la liệt, lê lết bò chuồng ở đây. 21 giờ mà 05 mà. Lại 21 giờ 05. Lại 21 giờ 05. Cái gì 21 giờ 05? Today à? Today à? Thằng này biết chứ, tonight thế à? Suốt ngày tonight. 8 tiền 45, bố sư chiếu tiền 45. Mấy giờ thay rồi, căng đôi đi. Trời ơi. Em sợ lắm mọi người ơi, mọi người em sợ lắm. Thôi ráng cài đi rồi mua một cái máy bay rồi mỗi đứa đu một cái cánh rồi cứ thế mà đi bay thôi là cho nó chủ động. Đó, chứ mệt quá rồi, cái vía delay để thôi nha mọi người, nhiêu đó thôi, lên để kể thôi đó mọi người, chứ thôi tắt like nha mọi người. Bức xúc quá, chịu không nổi, phải đi lên móc phốt đó mọi người. Chịu không có nổi nha mọi người ơi. Tắt nha mọi người ơi. Mọi người nhớ cáp màn hình lại, xong rồi mọi người đi đâu mọi người. Mọi người cái gì ra mọi người thỉnh cho em một thầy mà có thể là diệt được cái vía nặng của ông Linh đi mọi người. Chứ mà chịu không nổi mọi người. Không thể chịu được. Ngồi la liệt, ngồi cứ nằm bò la liệt, ăn mấy tô mì rồi mà vẫn chưa được bay. Không chịu nổi. Lên móc phốt đó, có nhiều đó thôi đó mọi người, không có cái gì, không có cái gì để kể hết trơn á. Là có nhiều đó thôi, lên để kể đó cho mọi người ơi. Hàng không ở bên Trung Quốc đó mọi người. Đó. Trời ơi trời. Chịu không nổi lắm luôn á.
Giờ bay đi Ilan đó mọi người. Giờ đi cái bay đi Ilan là cái nơi đẹp nhất của Tân Cương để chơi đó. Đó mà có được đâu. Vẫn ngồi trong sân bay ngáp mỏ mỏ ngáp rồi đây. Anh Tiến. Không nghe luôn. Không thèm để ý. Không trả lời. Không trả lời. Delay xong rồi xỉn luôn rồi. Delay xong xỉn luôn rồi mọi người. Trời ơi. Quản lý của trợ lý. Anh không phải anh coi vía được á. Sao mà mất cái app luôn vậy? Sao giật app của em vậy? Đó. Giờ anh đi có delay như vậy không? Đấy. Quá anh, em quá mệt mỏi bây giờ em nói thật cho anh là em chưa bay cùng Dung Linh bao giờ nhưng mà em có nghe cái tiếng là từ lâu rồi. Chắc lần đầu tiên mà bây giờ em cùng, em mệt quá mai em mốt bình nha. Thường thôi, các chuyến như này là anh đối với anh là rất bình thường, quen rồi. Anh lên máy bay ngồi 5 tiếng xong rồi đuổi xuống xong mà chờ tiếp 3 tiếng xong lại quay lên nữa cơ. Bây giờ em ý kiến như vậy nha. Mấy hôm bữa mình chơi xong rồi mình đi về. Okay. Là mình sẽ mình sẽ bay trước. Đi trước đúng không? Đúng rồi. Và để cho Quang Linh về sau. Được không? Anh ok không? Anh ok không? Bây giờ cả đoàn mình ok không nè? Không thì cho bay chuyến khác đi. Cho bay chuyến khác? Cho bay chuyến khác. Cho bay chuyến khác. Được không? Ok không? Ok đi. Đoàn mình ok không? Bây giờ đoàn mình ok không nè? Bây giờ gọi biểu quyết nè. Ok không? Anh ok, okay không? Ok. Lương ok không em? Cho Linh đi chuyến khác em ok không? Anh ok thì em ok. Ok phải không? Đi biểu quyết cho em nào. Hiện biểu quyết cho Linh mai mốt tụi mình về một chuyến và Linh đi chuyến khác. Ok không biểu quyết? Ok. Biểu ok. Quyết, biểu quyết. Rồi Hương ok không biểu quyết? Em ok. Ok 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 rồi. Bây giờ ok không? Nào hai bà mẹ này, hai mẹ này. Ok cho Linh mai mốt đi chuyến khác không? Đi chuyến nào? Cái vía delay nặng quá, không có ghi chung nữa. Có ok không nói? Cho ở lại Tân Cương. Ừ đấy, rồi cho ở lại Tân Cương ok luôn. Nha, đây. Coi nè, đó. Quá là mệt mỏi, coi chưa? Quá mệt mỏi. Đấy, ok hết rồi, mọi người ok hết rồi. Mai mốt là, một là ở nhà. Hai là ở Tân Cương, phải không về luôn. Ở Tân Cương trồng táo. Bốc vé rẻ mọi người ạ. Bốc vé rẻ thì chỉ thế thôi. Đừng có nói, đừng có đổ thừa bốc vé rẻ. Vé rẻ. May là còn có vé đó. Không là ta sao đu cánh máy bay rồi nha. Mua vé thừa, người ta trả cho lùi lại phía sau. Delay thì delay cả thương gia lẫn vé thường hay là vé thương gia gì cũng delay hết trơn ha. Đừng có lý do lý chấu. Trời ơi, cái vía ta nói người thì một chút ép mà cái vía mà nó nặng hơn cái con người luôn mọi người. Ta nói không còn từ gì để miêu tả luôn. Một chuyến bay delay 3 lần. Ai? Đây, một chuyến bay delay 3 lần. Vía ai? Vía đây nha mọi người. Nặng hơn cục tạ. Cái vía nặng hơn cục tạ. Sợ thiệt. Không thể chịu nổi. Quyết định nha mọi người, fan của Quang Linh mai mốt đừng có hỏi em là sao mà về bỏ ông Linh đó lại nha mọi người. Chứ mà không ai chịu nổi hết rồi, nguyên một cái đoàn, nguyên một team đi 10 con người không ai chịu nổi rồi nha mọi người. Không chịu nổi nữa đâu. Mai mốt mọi người đừng có hỏi em là sao đi bỏ nó ở lại, nó có biết tiếng Trung đâu rồi. Ở lại làm gì, ở lại trồng táo. Ở lại trồng táo, nhật lệ ở nhà bán táo là được rồi. Đó, khỏi đi nha mọi người ơi, mệt lắm. Trời ơi trời, không có cái giấy nào mà đốt được á mọi người. Không có giấy nào đốt nổi cái vía này đâu. Cái vía này giấy đốt lên là nó át cái giấy luôn nha mọi người ơi. Trời ơi, không chịu nổi đâu. Ừ. Vậy thôi nha mọi người, lên bóc phốt nhiêu đó. Mọi người cắt màn hình chưa? Mọi người cắt màn hình, mọi người đăng lên giùm em để cho cả nước biết ơi cái vía của ông Linh nó nặng cỡ đó đó mọi người nha. Đó, rồi thôi em tắt đây, bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha, em bóc phốt thôi, em lên bóc phốt vậy thôi đó mọi người. Quá trời thì thôi, bye bye mọi người nha. 26 gặp lại nha mọi người, 26 gặp lại, mai tụi em đi trượt tuyết. À không phải, mai bọn em đi trượt băng nghệ thuật. Đó, nhưng mọi người mai đi trượt băng, đi ra cái hồ mà đóng băng lại xong rồi tuyết rơi đồ các thứ đồ ha. Đó.